iPhone 15 ra mắt và sẽ có một số những sản phẩm iPhone sẽ dừng sản xuất, bao gồm đó là iPhone 11 sẽ dừng sản xuất này, iPhone 12, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Đấy là những cái sản phẩm iPhone sẽ dừng sản xuất. Và sau khi những sản phẩm iPhone này dừng sản xuất thì các đại lý họ còn tồn kho bao nhiêu thì họ sẽ dần dần họ bán túc tắc cho đến khi hết thì thôi. Như vậy thì khả năng là trong vòng khoảng vài ba tháng tới, những cái chiếc iPhone này sẽ không còn xuất hiện hàng mới tinh ở trên thị trường nữa. Còn tất nhiên hàng cũ thì các bạn biết rồi đấy, chúng ta mua lúc nào thì được, đúng nào. Nhưng mà quan trọng là hàng mới thì sẽ chắc chắn là sẽ không còn nữa. Thế thì trong 5 cái chiếc iPhone đó, mình sẽ phân tích xem là cái iPhone nào dừng bán sẽ là cái điểm mà chúng ta cảm thấy nó đáng tiếc nhất. Và trong khoảng 2 đến 3 tháng tới sẽ là cái cơ hội cuối cùng để chúng ta mua những cái mẫu iPhone này. Còn những cái mẫu iPhone nào mà dừng bán rồi nhưng mình cũng không muốn mua, nó là những cái iPhone nào thì mình cũng sẽ phân tích luôn nhé. Mua laptop an tâm nhất đến trungtrần.vn. Trung Trần cam kết dịch vụ tốt nhất thị trường. Đầu tiên là với trường hợp của iPhone 11 dừng bán thì mình cảm thấy ok rồi. Đây là cái lúc mà iPhone 11 dừng sản xuất được rồi. Tại vì nó cũng 4 năm rồi. Chưa có một hãng nào mà họ lại để một cái chiếc điện thoại sau 4 năm ra mắt vẫn còn bán hàng mới tinh cả. Đấy, chỉ có mỗi ông Apple là có cái này thôi. iPhone 11 chúng ta sẽ có những cái mà mình thấy là nó cũng khá là lỗi thời rồi. Ví dụ như viền màn hình dày là một này, màn hình không được đẹp là hai này. Màn hình nó không xấu đâu nhưng nó không đẹp. Đấy, màn hình không được đẹp, không có 5G. Bộ như trong tối thiểu có 64GB thôi. Pin với sạc thì cũng không phải là quá tốt, đúng nào. Thế thì sang cái iPhone 12 thì mặc dù đã có 5G, viền màn hình đã mỏng hơn, rồi là cái màn hình nó cũng đã đẹp hơn, nhưng bộ nhớ trong tối thiểu chỉ là 64GB, cũng là một cái điểm mà mình rất là lăn tăn với iPhone 12. Và pin iPhone 12 thì khá yếu nhé. Nên là mình nghĩ là iPhone 11 và iPhone 12 dừng sản xuất thì mình không tiếc, đấy là nói thật luôn. Và kể cả bây giờ hai cái sản phẩm này nó còn hàng mới tinh để mà bán đi chăng nữa thì chắc là mình cũng không suy nghĩ để mà mua. Nhưng những cái trường hợp sau sẽ là những cái trường hợp dừng bán mà mình nghĩ là mình sẽ cân nhắc để mà mua. Bởi vì là sau vài tháng nữa là nó sẽ có một hàng mới nữa. Thứ nhất, đấy là iPhone 13 mini. iPhone 13 mini nó chính là cái iPhone mini cuối cùng luôn. Và nếu mà bây giờ chúng ta muốn mua iPhone màn hình siêu nhỏ ấy, thì chúng ta sẽ chỉ mua được iPhone SE 2022 thôi. Mình rất bất ngờ ở chỗ là iPhone SE 2022 vẫn được bán ra, trong khi đó thì iPhone 13 mini lại dừng sản xuất. Đấy, các bạn hình dung được không? Nên là các bạn biết rồi đấy nhá, 13 mini chắc chắn đáng mua hơn SE 2022. Nên là nếu mà bạn nào mà có nhu cầu muốn mua điện thoại màn hình bé thì thời điểm này mình nghĩ sẽ là cái thời điểm cuối cùng để chúng ta mua iPhone màn hình bé là 13 mini rồi, đúng nào. Đấy, rõ ràng 13 mini form thiết kế đẹp hơn SE, đúng nào. Xong rồi màn hình cũng đẹp hơn, camera ngon hơn, thời lượng pin mặc dù nó không trâu nhưng vẫn tốt hơn là SE 2022. Còn 14 Pro với cả 14 Pro Max thì sao? 14 Pro với 14 Pro Max thời điểm này nó sẽ có mức giá xem với cả mức giá của iPhone 15 và iPhone 15 Plus. Mình thì mình chưa biết được ba cái điểm sau của 15 và 15 Plus nhé. Đấy là thông số về RAM, thông số về pin và thông số về công suất sạc. Đấy là ba cái điểm mà mình chưa biết. Tuy nhiên, ba cái điểm mà mình biết và chắc chắn là cái 14 Pro với 14 Pro Max hơn so với 15 và 15 Plus đấy là gì ạ? Đấy là khung viền thép, đấy là camera đa dụng hơn và đấy là cái màn hình tần số quét cao hơn. Ít nhất là ba điểm đó là chúng ta đã thấy hơn rồi. Còn lại thì cái sự khác biệt giữa cổng Lightning và cổng sạc Type-C đời mới thì phải chờ đến cái lúc mà mình biết được cái công suất sạc nó bao nhiêu được thì lúc đấy mới phân tích được kỹ hơn. Nhưng mà ba cái điểm mà nhìn thấy là ba cái điểm đủ để thuyết phục mình có thể vẫn ưu tiên 14 Pro và 14 Pro Max. Đấy. Thực chất ý, là giá iPhone 15 năm nay không cao đâu nhé các bạn nhé. Chú ý là giá iPhone 15 năm nay nó chỉ bằng với iPhone 14 năm ngoái khi mới về Việt Nam thôi. Nhưng chính vì việc iPhone 14 năm nay giảm giá quá khủng khiếp nên là bây giờ chúng ta mới có những sự phân vân như thế này đấy. Vậy nên trong 5 sản phẩm iPhone dừng sản xuất, đấy là iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max, thì mình không cần phải nghĩ đến chuyện là mua 11 và 12 nữa, mà mình chỉ cân nhắc mua 3 sản phẩm, đấy là iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max trước khi nó hết hàng để bán ra. Đấy, thì đấy là cái phân tích của mình. Không biết các bạn có đồng quan điểm với mình hay không? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Và thời điểm hiện tại thì Clickbuy đang cho các bạn nhận đăng ký thông tin trước iPhone 15 series năm nay. Đấy, giá riêng các thứ thì cũng chỉ là dự kiến thôi chứ cũng không phải là cái giá chính thức đâu. Còn khi nào về Việt Nam thì lúc đó chúng ta mới có được những cái mức giá chính thức. Đấy, còn hiện tại thì Clickbuy tất nhiên rồi vẫn sẽ bán những cái sản phẩm như là iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Đấy, thì thông tin ở phía dưới anh em cũng có thể
cân nhắc tham khảo. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.